365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 15 tháng 9. Lời Chúa trích Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 6 câu 9 đến câu 10. Xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lời Thánh Y Nhã. Xin ơn Thiên Chúa cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi hoàn toàn hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa Chí Tôn. Suy niệm: sống ở đời để làm gì? Câu hỏi hiện sinh đeo bám đời người ngay từ lúc sinh ra và lớn lên. Mỗi người trả lời cho câu hỏi này theo cách thức và lối sống của mình. Là người Kitô hữu, chúng ta được Chúa nhắc nhớ cuộc đời này không chỉ lo cơm bánh, lương thực hàng ngày, mà trên hết là sống để làm vinh danh Thiên Chúa, làm cho nước Chúa được trị đến và sống để thi hành thánh ý của Cha trên trời. Đó là ba lời cầu xin đầu tiên của Kinh Lạy Cha, như là la bàn hướng dẫn chúng ta trên hành trình sống đức tin. Tương hợp với tinh thần của ba lời cầu xin này, trong tiến trình linh thao, Thánh Y Nhã mời gọi chúng ta dâng Chúa ơn xin. Xin ơn Thiên Chúa cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của tôi hoàn toàn hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa Chí Tôn. Ơn xin của Thánh Y Nhã đề nghị và ba lời cầu xin trong Kinh Lạy Cha đưa bạn và tôi ra khỏi mình và hướng ta trực tiếp về với Thiên Chúa Chí Tôn, ngắm nhìn Chúa và trong ánh sáng của thần khí Chúa, ta suy xét lại suy nghĩ và ý chí, tâm hồn và cảm xúc, ý hướng và mục đích, hành vi và hoạt động của mình. Tất cả có hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa không? Có làm Chúa được vinh danh, làm cho nước Chúa được trị đến và thánh ý Chúa được thể hiện không? Hồn sống trong ngày. Hôm nay, khi vừa thức giấc, mời bạn cùng tôi cầu xin Chúa điều mà Thánh Y Nhã hướng dẫn. Chúng ta đọc lời cầu xin này chậm rãi ba lần. Lạy Chúa, xin Chúa cho tất cả ý hướng, hành vi và hoạt động của con trong ngày hôm nay hoàn toàn hướng về việc phụng sự và ca tụng Chúa Chí Tôn. Trong ngày sống, chúng ta dành thời gian nhẩm đi nhắc lại lời cầu xin này. Cuối ngày, ta dành thời gian hồi tâm xét mình, xem ta đã sống tinh thần cầu nguyện này như thế nào nhé.